Bây giờ chúng ta sẽ CSS lại file 03 này và chúng ta đến với một nội dung khác. Chúng ta đã hiểu về mảng trong JavaScript cũng như chúng ta biết được đối tượng trong JavaScript cách khai báo và sử dụng nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ hợp hai nội dung này lại. Đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung đó là mảng đối tượng. Như vậy, mảng đối tượng là gì? Cách khai báo và sử dụng nó như thế nào? Tôi xóa bỏ đi các nội dung này. Mảng đối tượng của chúng ta, thay vì chúng ta có các phần tử trong mảng là những giá trị chuỗi như thế này, thì bây giờ các phần tử này nó đóng vai trò là một đối tượng. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ có đó là một mảng array như thế này. Các phần tử của nó bao gồm gen, jQuery, Joomla. Các bạn thấy tôi ghi với cách viết như thế này thì vẫn không có gì sai cả. Lúc này gen tôi sẽ thay thế nó thành một đối tượng. Như vậy chúng ta sẽ khai báo đối tượng và nó bắt đầu bằng mở và đóng ngoặc nhọn. Các giá trị của nó bao gồm ID. Ví dụ ID tôi cho nó giá trị là 2. Tiếp theo tên name. Ví dụ tên tôi cho là gen ram. Ở đây là dấu 2 chấm, sau đó là giá trị gen ram. Như thế này. Như vậy chúng ta đã có một phần tử là một đối tượng. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có phần tử thứ hai. Tôi thay thế cho jQuery. Chúng ta sẽ đưa vào đây. Đó là jQuery. ID lúc này là 3 và tên của khóa học đó là khóa học jQuery Master. Tiếp theo, giá trị Joomla này cũng là một phần tử thuộc về kiểu đối tượng. ID ở đây sẽ là ID 4 và tên sẽ là Joomla. Như vậy, chúng ta đã tạo ra được MyArray, lúc này nó là một mảng đối tượng. Và để phù hợp thì tôi sẽ đặt tên, ví dụ ở đây MyCourse, đây là danh sách các khóa học của tôi chẳng hạn. Và chúng ta sẽ thử in ra MyCourse này. Console.log và tôi chìm vào đây chính là biển MyCourse. Sau đó chúng ta sẽ thử vào file 04 để chúng ta xem kết quả. Ở đây là 04. Các bạn thấy đây là một mảng và một mảng này có các phần tử của nó bao gồm object, object và object. Click vào trong, chúng ta có thể xem thông tin chi tiết của các phần tử. Phần tử đầu tiên là một object và ID là 2, name là gen ram. Phần tử tiếp theo, ID là 3, name là jQuery Master. Như vậy các bạn thấy chúng ta đã tạo ra được một mảng đối tượng hết sức đơn giản. Và với cách ghi như thế này, các bạn thấy đối tượng của chúng ta tương đối đơn giản nên chúng ta có thể ghi ngắn gọn nó trên cùng một dòng như thế này. Ở đây tôi cũng đưa nó lên trên cùng một dòng. Và ở đây chúng ta sẽ thu gọn nó lại. Đây là cách ghi mà các bạn sẽ thường gặp hơn. Họ sẽ ghi ngắn gọn trên một dòng để chúng ta quan sát như thế này. Tiếp tục, ở đây sẽ là jQuery Master. Ở đây sẽ là tôi thu dấu nhọn này lên. Tiếp theo, ở đây là khóa học Joomla. Tiếp theo, ở đây là Joomla. Đây là cách ghi mà chúng ta sẽ thường gặp hơn. Và khi mà chúng ta đã quen với mảng đối tượng rồi thì với cách vi như thế này chúng ta cũng sẽ không mấy khó khăn lắm. Bây giờ chúng ta đã có một mảng đối tượng, chúng ta sẽ học cách truy xuất các phần tử của mảng đối tượng này. Ví dụ các bạn hãy in ra cho tôi sẽ ghi yêu cầu ở đây: in thông tin tên của khóa học có ID là 2. Như vậy chúng ta sẽ in ra như thế nào? Đầu tiên console.log. Chúng ta cũng truy cập vào biến MyCourse trước đã. Như vậy ở đây sẽ là MyCourse. Tôi sẽ ghi ở dưới để chúng ta dễ quan sát. MyCourse. Tiếp theo chúng ta truy cập vào phần tử nào? Thông tin tên của khóa học có ID là 2. Như vậy ở đây phần tử của chúng ta đó là phần tử 0. Và chúng ta lấy tên như vậy chấm name. Đơn giản như thế này. Và tôi sẽ thử refresh lại. Ở đây nó hỏi chúng ta có cell với định dạng UTF-8 không, thì chúng ta cell với định dạng này. Và tôi refresh lại. Bật cửa sổ console. Các bạn thấy chúng ta đã in ra được đó là gen ram world. Và ở đây đó là giá trị gen ram world. Hoặc là nếu như chúng ta muốn in ra của phần tử jQuery Master thì ở đây các bạn thấy phần tử thứ nhất. Tôi refresh lại.
thì các bạn thấy jQuery master. Và nếu như chúng ta muốn in ra thông tin của các mảng này, ví dụ các bạn hãy in ra như thế này, ID là 2, ID 2 gạch name, tên của khóa học đó là Zumbla chẳng hạn. Tôi muốn các bạn in ra danh sách các khóa học theo cấu trúc như thế này. Thì chúng ta cũng cần một vòng lặp for. Đầu tiên tôi có một biến y, tôi cho nó bằng 0. Tôi sẽ chạy qua vòng lặp for. Y của chúng ta nó sẽ bé hơn chiều dài của mảng này, chính là micro.length. Và cứ mỗi lần như vậy y sẽ tăng lên một đơn vị. Chúng ta tiếp tục sử dụng console.log. Bây giờ tôi sẽ thử in ra giá trị ID trước. Như vậy lúc này ở đây sẽ là ID 2 chấm thực hiện việc nối chuỗi với MySQL. Phần tử ID chính là vào biến y. Tiếp theo truy cập vào ID. Tôi sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy ID 234. Tiếp theo nếu như chúng ta muốn in ra name thì ở đây nối chuỗi nối với biến name. Ở đây là một dấu gạch. Name 2 chấm tiếp tục nối chuỗi. Ở đây là Michael chấm. Ở đây tiếp tục truy cập vào phần tử y sau đó mới chấm. Tiếp tục vào với phần tử y và truy cập vào thuộc tính name. Kết thúc câu lệnh bằng dấu chấm phẩy. Các bạn thấy rất đơn giản. Tôi refresh lại thì các bạn thấy chúng ta đã in ra được theo cấu trúc mà tôi yêu cầu. Và các bạn thấy khi chúng ta đã nắm vững phần mảng trong PHP thì các bạn thấy việc chúng ta học thêm các phần mảng ở các ngôn ngữ khác là rất dễ dàng. Bây giờ tôi sẽ đến với một file PHP và chúng ta sẽ phát sinh vấn đề về JSON. Ở đây là 05.php. Lúc này tôi sẽ tạo ra một mảng ở phía trên. Ở đây là PHP. Các bạn thấy các tag PHP nó chưa được nhắc lên cho chúng ta. Để khắc phục vấn đề này thì chúng ta đóng nó lại và chúng ta mở nó lên một lần nữa. Thì các bạn thấy nó đã hỗ trợ cho chúng ta. Tôi sẽ có một mảng đó là cua. Nó có các phần tử như thế này. Nó là một array. Và các phần tử của nó là các array con. Array. Chúng ta cũng lấy cấu trúc ở phía dưới. Tôi copy nội dung này. Chúng ta sẽ đưa lên phía trên. ID lúc này chúng ta không sử dụng dấu 2 chấm mà sẽ là bằng dấu lớn. Name cũng vậy. Ở đây là bằng và dấu lớn. Kết thúc bằng dấu phẩy. Phần tử thứ hai, phần tử thứ ba. ID là 3. Khóa học ở đây là khóa jQuery Master. ID là 4 và khóa học của nó là khóa học Zumbla. Như vậy chúng ta đã tạo ra được một array. Các nội dung này tôi bỏ đi. Bây giờ tôi muốn các bạn đó là chúng ta đã có một mảng cua từ ngôn ngữ lập trình PHP. Bây giờ trong khi chúng ta xây dựng một website thì có phát sinh một vấn đề, đó là trong phần JavaScript chúng ta cần sử dụng mảng cua của PHP thì chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào. Ở đây nếu như chúng ta có như thế này, tôi có một biến gọi là chain, nó bằng did_test như thế này. Và tôi muốn các bạn truyền biến chain vào JavaScript. Thì các bạn thấy chúng ta truyền rất đơn giản, bởi vì chain nó thuộc về một giá trị kiểu chuỗi. Tôi sẽ thử ở đây. Và str bằng dấu nháy đơn PHP echo ra biến chain. Chúng ta ghi như thế này. Và chúng ta sẽ thử in ra str xem có in được hay không. Tôi sử dụng câu lệnh là console.log. Truyền vào nội dung là str và tôi refresh lại. Ở đây file 05.php. Các bạn thấy did_test chứng tỏ rằng chúng ta đã truyền từ một biến nằm trong ngôn ngữ lập trình PHP và chuyển giá trị này sang một biến nằm trong ngôn ngữ đó là JavaScript. Và vấn đề của chúng ta cần truyền giá trị cua. Như vậy ở đây nếu như tôi sẽ thay thế str_chain bằng cua và tôi thử refresh lại. Các bạn thấy ở đây chúng ta chỉ nhận được một chữ array như thế này. Và khi chúng ta nhận được chữ array như thế này thì các bạn thấy rõ ràng chúng ta không thể làm việc được.
Bởi vì chúng ta không thể truy cập vào thuộc tính ID, thuộc tính name của các phần tử. Như vậy, làm sao chúng ta có thể chuyển từ phần core này sang ngôn ngữ JavaScript? Ở đây, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ tiến hành mã hóa nó sang một chuỗi JSON. Như vậy, ở đây tôi đặt một biến là core uncode. Chúng ta sẽ gọi đến hàm JSON uncode. Truyền vào đây, đó là core. Và tôi sẽ thử echo ra giá trị này để các bạn theo dõi. Chúng ta refresh lại. Thì các bạn thấy khi chúng ta chuyển qua một chuỗi JSON thì chuỗi JSON của chúng ta hoặc vuông này đó là một array và các bên trong đó là các dấu hoặc nhọn. Thì các bạn thấy nó tương tự với như là một mảng đối tượng mà chúng ta đã học ở file 04.html. Vấn đề của chúng ta bây giờ nó đã là một chuỗi rồi. Core uncode là một chuỗi, chúng ta có thể truyền nó vào đây. Như vậy biến core này tôi sẽ thay thế nó thành là core uncode. Tôi sẽ điều chỉnh lại core uncode và tôi refresh lại. Các bạn thấy str của chúng ta ở phía dưới nó đã là một mảng đối tượng. Nếu như chúng ta muốn truy cập vào ID, chúng ta có thể là console log str tiếp tục vào phân tử 0 chẳng hạn, str0 và truy cập vào ID. Tôi refresh lại. Thì các bạn thấy chúng ta không truy cập được. Bởi vì lúc này khi chúng ta gọi hàm JSON uncode ở PSP, nó chỉ chuyển core uncode này thành một chuỗi. Và chuỗi này chúng ta chỉ sử dụng trong JavaScript, nó đóng vai trò là chuỗi, chứ nó chưa đóng vai trò là một mảng đối tượng. Như vậy để coi nó như là một mảng đối tượng thì chúng ta phải cần một file JSON. Ở đây chúng ta sẽ truy cập vào trang web của Google. Chúng ta sẽ tìm kiếm với từ khóa đó là JSON. Tôi vào trang json.org. Ở trang này các bạn có thể tham khảo thêm các kiến thức về JSON. Ở đây có rất nhiều các phần kiến thức mà các bạn có thể theo dõi. Nó có kiểu offset, thì ở đây các bạn thấy nó bắt đầu bằng dấu ngoặc nhọn, kết thúc dấu ngoặc nhọn, gene 2.value như thế này. Có rất nhiều các phần nội dung để chúng ta có thể tham khảo thêm. Tuy nhiên trong nội dung của phần khóa học này thì các nội dung này có những phần nó cũng không thực sự cần thiết nên tôi không trình bày. Ở đây chúng ta sẽ tìm kiếm đến phần JavaScript và chúng ta sẽ download về file json2.js này. Click vào nó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ được chuyển đến một trang và chúng ta nhấn download zip để chúng ta download phần mã nguồn này về máy tính của chúng ta. Sau khi download về máy thì chúng ta sẽ được một tập tin .zip như thế này. Tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành giải nén nó ra. Và các bạn thấy nó cung cấp cho chúng ta khá nhiều file. Chúng ta chỉ cần sử dụng file JSON 2. Tôi copy nó. Và ở đây chúng ta sẽ tạo thêm một folder JavaScript. Ở đây là JS và chúng ta đưa vào tập tin vừa rồi. Chúng ta sẽ kéo nó vào phần mã nguồn của chúng ta. Như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng một câu lệnh rip để chúng ta kéo nó vào. Tôi sẽ chèn vào nhanh. Rip type chúng ta là test JavaScript. SRC chính là đường dẫn đến tập tin JSON này. Vào folder JavaScript, tiếp tục vào json2.js. Sau đó tôi sẽ thử refresh lại. Tôi đóng đi các nội dung này. Và tôi refresh lại ở file 05. Chúng ta qua phần element. Thẻ heap. Các bạn thấy ở đây chúng ta đã có một phần thẻ rip và chúng ta gắn vào file json2.javascript, chúng ta click vào nó. Các bạn thấy nội dung của nó đã được load lên, chứng tỏ rằng chúng ta đã nhúng thành công. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta. Ở đây nếu như chúng ta muốn sử dụng được nó thì chúng ta sẽ gọi hàm. Ở đây tôi sẽ chuyển nó qua. Ở đây chúng ta tạo thêm một biến nữa và my object chẳng hạn bằng chúng ta sẽ là json chấm bạc và truyền vào đây, đó chính là biến str. Nó giúp cho chúng ta chuyển từ một chuỗi json sang thành một mảng đối tượng. Lúc này chúng ta sẽ không in ra str nữa mà sẽ in là my object. Tôi refresh lại, bật cửa sổ console thì các bạn thấy chúng ta đã in ra được giá trị 2. Tiếp theo chúng ta có thể in ra phần ID.
my object 0 phần tử id. Như vậy lúc này chúng ta sẽ in ra được giá trị đó là random word, và tôi refresh lại. Các bạn thấy chúng ta in ra được giá trị là random word. Như vậy qua video này chúng ta thấy rằng chúng ta đã biết cách chuyển từ một mảng PHP sang một mảng thuộc về JavaScript bằng cách sử dụng JSON. Và chúng ta cũng kết thúc vấn đề tìm hiểu về JSON ở đây. Qua các video ở các phần sau thì chúng ta sẽ thấy lợi ích khi chúng ta sử dụng JSON trong việc kết hợp với Ajax giúp cho chúng ta kiểm tra, load hoặc là post các dữ liệu.